Để 10 thứ này trước cửa nhà, gia đình lụi bại, tiền bạc, đội nón ra đi. Diễm Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cổng ra vào hay cửa chính là vị trí phong thủy rất quan trọng, làm chủ sự hung cát của ngôi nhà. Cửa chính vừa là nơi mọi người đi lại và đồng thời còn là con đường thông dẫn khí kết nối sự riêng tư của gia đình với thế giới bên ngoài. Do vậy, tất cả những đồ vật mà bạn để trước cửa nhà ít nhiều đều mang lại những tác động tới vận mệnh tài lộc của cả gia đình. Nếu được bài trí một cách hợp lý, các đồ đạc được đặt trước cửa ra vào có thể mang lại may mắn và tài lộc công việc cho gia chủ. Nhưng ngược lại, sự sai lầm và tùy tiện có thể khiến cho gia đình bạn gánh phải những hậu quả khôn lường. Và dưới đây sẽ là một số đồ vật bạn cần phải lập tức vứt bỏ ngay, không được đặt trước cửa nhà, kẻo vận xui đeo bám, nghèo sơ xác mãi không khá lên. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà ngay sau đây Phong thủy Gia Cát chia sẻ để hiểu thêm quý vị nhé. Nghèo tả tơi vì vô tình để 10 thứ này trước cửa nhà, 99% chúng ta ai cũng phạm ít nhất một lần trong đời. Những vật kiêng kỵ cần phải tránh đặt ở cửa ra vào, kẻo suốt đời nghèo sơ xác. 1. Đừng để thảm bẩn trước cửa. Rất nhiều hộ gia đình có thói quen đặt một tấm thảm chùi chân ngay trước cửa ra vào để khi thay giày dép không làm bẩn nền nhà phía bên trong. Nhưng bạn cũng cần phải lưu ý rằng tuyệt đối không được để thảm bẩn mà phải thường xuyên giặt cho sạch, sau đó đem trải về vị trí cũ. Trong phong thủy, thảm cửa là một vật có thể ngăn chặn được những luồng khí xấu đi vào nhà, do vậy cần phải giữ chúng thật sạch để không bị phản tác dụng. 2. Không để rác trước cửa nhà. Người xưa cho rằng cửa chính là lối đi đón thần tài vào nhà. Việc để những thứ không sạch sẽ có tính sát khí như là rác thải trước nhà sẽ gây nhiễu, ảnh hưởng tới luồng khí vận may. Đôi khi cửa được xây ở vị trí tốt, hợp phong thủy, nhưng vì túi rác mà mọi thứ bị đảo lộn, không theo ý muốn, công việc cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở. Bởi vậy, tốt nhất nên đi vứt rác và không được để chúng trước cửa nhà để giữ cho vệ sinh sạch sẽ. Và quan trọng hơn là để không phạm phong thủy. Trong phong thủy, rác rưởi là những thứ tạo nên rất nhiều nguồn năng lượng xấu, có thể ngăn chặn những luồng khí tốt đi vào nhà. Chính vì thế, những điều không may mắn sẽ thường xuyên xảy ra. Vì vậy, nên đặt thùng rác ở xa cổng để không làm ảnh hưởng đến vận khí tốt đi vào nhà. Hơn nữa, những mùi hôi khó chịu từ rác thải sẽ để lại những ấn tượng không tốt khi mà có khách đến chơi nhà. Họ đứng đợi trước cổng nhà bạn và vô tình hít phải những mùi hôi nồng nặc bốc ra từ rác thải sinh hoạt gia đình thì đó là điều không hay. 3. Cây chết. Cây chết cây héo, kiêng để trước cửa nhà. Việc để cây khô héo chết trước cửa nhà luôn là một điểm xấu và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thịnh vượng của gia chủ. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, ngay khi thấy cây có dấu hiệu khô héo và chết thì bạn cần phải nhổ bỏ ngay, hoặc lúc mới trồng nên chọn những cây khỏe mạnh, tránh những cây rụng hết lá. Trong việc chăm sóc cây nên tưới tắm thường xuyên, để cây xanh tốt nên ngắt bỏ những lá úa và cành cây khô. 4. Đinh tán trên cửa là điều cấm kỵ. Ở Việt Nam chúng ta rất dễ thấy những chiếc đinh tán trên cửa nhà được chủ nhà đóng thêm để tiện treo đồ. Nếu nhà có cửa gỗ thì đặc biệt người xưa rất kiêng vì người ta cho rằng cửa gỗ là căn nguyên cho tài vận của ngôi nhà. Lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với tài lộc bị thất thoát. Vì vậy người xưa thường khuyên nên sử dụng những loại móc treo tự dính thay vì dùng đinh. 5. Kiêng trồng cây quá to, tán rộng trước cửa chính. Nhiều loại cây có tác dụng hút tài lộc, xua đuổi chuyện đen đủi, nhưng không phải vị trí nào cũng thích hợp để trồng chúng. Đa số mọi người đều nghĩ rằng việc có một cây xanh to, tán rộng ngay trước cửa sẽ tạo ra bóng mát, giúp cho không khí được trong lành, thoáng đãng hơn. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, cây tán rộng mọc ngay trước cửa sẽ tránh đi được phần lớn ánh sáng, khiến cho ngôi nhà của bạn chìm trong bóng tối và u ám. Âm khí sẽ phát triển mạnh, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, công việc của gia chủ. Nếu không thể chặt bỏ cây, ít nhất bạn hãy loại bỏ bớt những cây có cành tán xum xuê bên ngoài, tạo sự thông thoáng, đặc biệt cho những cây như là cây dương, cây dâu, cây liễu, cây đa, cây bách, thì tuyệt đối người xưa rất kiêng trồng để tránh rước vận xui. 6. Tránh để góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính. Mọi luồng khí sẽ đi qua cửa chính để vào ngôi nhà của bạn, nhưng nếu bị góc nhọn chiếu thẳng vào cửa sẽ khiến cho sát khí tăng nặng, rất khó hóa giải. Điều này dẫn đến các thành viên trong gia đình phải đau ốm liên miên, làm việc gì cũng thất bại, khó khăn, may mắn không bao giờ có. Thế nên trước khi xây nhà, người xưa luôn xem xét thật kỹ bản thiết kế và yêu cầu sửa đổi ngay nếu nhìn thấy góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính của mình.
Ngoài ra, người ta có thể hóa giải sát khí bằng cách treo kính cầu lồi ở cửa và cạnh cửa để cây cảnh. 7. Tránh việc mở cửa, thấy gương. Bạn có thể tưởng tượng ra được cảm giác đáng sợ khủng khiếp khi bước vào một căn nhà lạ, vừa mở cánh cửa chính ra đã nhìn thấy bóng mình xuất hiện trong gương hay không. Theo phong thủy, gương là một trong năm vật đại kỵ không nên thấy khi vừa mở cửa nhà. Xét về phương diện tâm lý học, buổi tối về nhà bạn chưa kịp bật đèn mà vừa mở cửa đã thấy chính bóng mình lù lù xuất hiện trong gương sẽ khiến cho tinh thần hoảng sợ, hoang mang, dễ liên tưởng tới có người âm. Đêm ngủ hay bị mơ màng và bị bóng đè ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Về phong thủy thì gương là vận xui, còn có tính phản xạ rất mạnh. Nếu để gương đối diện với cửa chính thì nó sẽ chặn không cho thần tài vào nhà. Mọi luồng khí tốt, sự may mắn vừa mới xuất hiện đã bị đẩy ngược ra bên ngoài. Đặc biệt, gương càng lớn thì càng ảnh hưởng không tốt tới nữ chủ nhân. Nói tóm lại, để gương ở cửa chính là một điều không nên. Bởi trong phong thủy, gương là đồ vật có tính phản chiếu, có công dụng hóa giải một số lỗi phong thủy, nhưng nó sẽ không thể lựa chọn hóa xung hay là hóa cát. Nếu chẳng may bên ngoài có vận khí xấu, thì rất có thể chính chiếc gương lại là một vật dẫn khiến cho ngôi nhà có thêm chuyện. 8. Mở cửa thấy cầu thang cũng là một điều cấm kỵ. Mở cửa thấy cầu thang nhất định sẽ bị hao tài tốn của. Khi xây dựng theo kiến trúc này, nhiều người không biết rằng chính nó sẽ làm cho nguồn năng lượng phong thủy xông vào nhà bạn một cách bất ngờ và tập trung không bình thường ở những tầng cao hơn hoặc thấp hơn. Điều đó làm cho căn nhà của bạn dễ bị nhiễu khí gia đình, không ngừng sa sút cả về tiền bạc lẫn sức khỏe. Nếu không thể thay đổi căn nhà khác thì cách tốt nhất là bạn nên mua một bức bình phong chắn giữa cửa nhà với cầu thang để năng lượng tản khí ra hai bên và đi thẳng vào. 9. Không nên vừa mở cửa đã nhìn thấy tủ lạnh. Bạn có biết tủ lạnh được coi là tài khố của cả gia đình, không nên để tủ lạnh đối diện với cửa chính, bởi vừa mở cửa mà thấy vật này ngay sẽ khiến cho gia chủ lao đao lận đận, vất vả, làm cật lực cả năm trời mà cuối cùng cũng không có xu nào trong tay. Mãi mãi không giàu lên được, việc gì bạn cũng phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần người bình thường nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn. Đó là còn chưa kể đến việc mình bị kẻ gian hãm hại, người người ghen ghét nói xấu sau lưng, ảnh hưởng tới sức khỏe, chuyện học hành của con cháu đời sau. Tủ lạnh chỉ nên để trong góc nhà vừa gọn, vừa tránh phạm phong thủy. 10. Tránh mở cửa gặp bình hoa. Theo phong thủy, mở cửa gặp bình hoa vốn là điểm không tốt. Tuy nhiên nhiều gia đình lại hay mắc phải lỗi này vì suy cho cùng, có thêm bình hoa trang trí sẽ trang nhã hơn. Các chuyên gia phong thủy lý giải bình hoa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho gia đình. Ví dụ như trường hợp gặp người thứ ba chen chân hoặc là cặp đôi đã đính hôn nhưng trục trặc mãi không làm được đám cưới. Quý vị thân mến, trong phong thủy, cửa chính là một trong những điều quan trọng cần phải lưu ý khi mà quyết định thiết kế nhà mới, xây nhà hoặc là mua lại một ngôi nhà, vì nó quyết định sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho cả gia chủ. Các vấn đề xoay quanh việc thiết kế cửa ra vào mà chúng ta cần phải tuân thủ có thể kể đến như là hướng cửa, cách bố trí, màu sắc cửa, làm sao để có thể mang lại hồng phúc cho cả gia đình. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những lưu ý phong thủy đối với cửa chính của ngôi nhà được nhiều người nghiên cứu và quan tâm dựa trên những phân tích, những kiểm nghiệm từ các chuyên gia cũng như là những người đi trước. Mẹo thiết kế cửa ra vào hợp theo cung mệnh ngũ hành. Nếu bạn là người mệnh hỏa, nên xây cổng có nhiều nét nhọn, vắt chéo, sơn màu đỏ nâu, cổng bên trên có thể là có mái ngói đỏ. Những gia chủ thuộc mệnh kim nên làm hình dáng, vòm cung tròn, màu sáng, trắng bạc, vật liệu nên thiên về kim loại. Người mệnh thủy nên lưu ý chọn gam màu chủ yếu là cổng phong thủy màu xanh biển hoặc màu đen. Khi thiết kế cổng nhà hợp phong thủy, hoa văn uốn lượn tạo ra sự mềm mại. Người mệnh mộc nên làm những loại cổng bằng sắt hoặc làm bằng gỗ sơn màu xanh lá cây với nhiều thanh song song. Người mệnh thổ nên xây cổng hình vuông vức kết hợp với tường xây gạch đá có màu vàng và nâu là phù hợp. Dưới đây là một số kiêng kỵ khi thiết kế cửa ra vào mà các gia chủ cần phải ghi nhớ để tránh phạm phải các sai lầm đáng tiếc, chuốc họa cho cả gia đình. 1. Cửa nhà không được đối diện với thang máy với những căn hộ chung cư. Đối với căn hộ chung cư, cửa chính không thể đối diện với thang máy. Trong phong thủy, nếu cửa nhà đối diện với thang máy sẽ hình thành vấn đề nhìn ngó của người qua kẻ lại gây phiền phức. Khi cửa thang máy và cửa nhà đồng thời mở, mọi việc trong nhà đều có thể nhìn thấy hết. Chủ nhà có cảm giác bị soi mói khiến cho bí mật riêng tư trong cuộc sống không được đảm bảo. Hơn nữa, theo phong thủy,
người xưa cho rằng tạo ra âm thanh tạp loạn, ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc sống gia đình, lâu dần tự nhiên ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. 2. Nên tránh cửa chính và cửa sau thẳng hàng với nhau. Phong thủy nhà cửa đặc biệt tối kỵ cửa trước cửa sau thành một đường thẳng. Cửa sổ trước sau cũng không được nối liền thành đường thẳng. Điều này giống với vừa vào cửa là có thể nhìn thấy hết toàn bộ ngôi nhà, khí vào nhà không tù mà tán hoặc là tuột đi mất. Trong trường hợp này, phong thủy của ngôi nhà bạn phải tàng phong tụ khí, tức là khí đi vào cửa chính không nên đi thẳng ra cửa sau. Theo thuật phong thủy, cửa sân vườn cũng không nên nối với cửa chính ngôi nhà tạo thành một đường thẳng. Cửa sân vườn, cửa nhà và cửa phòng ngủ nối thành một đường thẳng gọi là xuyên tâm sát. Chủ về hung họa, xuyên đường sát và chuyên tâm sát dễ xảy ra chuyện thị phi, bệnh tật, kiện tụng, gặp chuyện ngoài ý muốn, phẫu thuật đổ máu, suy bại tiền bạc. Vì vậy, để hóa giải cửa nhà và cửa vườn nên mở hơi lệch nhau. Nếu không thể mở lệch, lắp cửa chắn gió hoặc là tủ rượu, tủ giày, bình phong để ngăn cách mới có sự cát lợi. 3. Không nên để cửa quá cao. Trong phong thủy không nên để cửa vào nhà quá cao, dễ bị thị phi, tản khí. Nếu cửa quá thấp, người có chiều cao ra vào phải cúi đầu, chủ về tượng cứu người không cát lợi. Kích thước của cửa phải tương xứng với ngôi nhà. Cửa chính là mái vòm đại diện cho trạng thái động trong phong thủy. Trong khi nhà ở cần tĩnh thì cửa chính mái vòm không thích hợp, nhưng đối với các công trình giải trí công cộng, cửa mái vòm lại có thể sử dụng trong phong thủy thì việc đặt cửa chính hay là cổng chính hướng tốt là việc không thể thiếu. Mỗi tuổi có một hướng tốt riêng. 4. Cửa đối diện nhà vệ sinh. Khai môn kiến sĩ thể hiện việc vừa mở cửa ra đã nhìn thấy được nhà vệ sinh thì luồng năng lượng tốt dẫn vào nhà sẽ bị gây ô nhiễm. Dòng năng lượng này là sự khởi đầu để dẫn vào nhà. Một khi đầu nguồn không tốt thì cuối nguồn hay giữa nguồn mà cụ thể là các không gian khác sẽ không được cát lành, dẫn đến không tốt cho gia chủ. Những lưu ý phong thủy với cửa chính ngôi nhà thì nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu. Chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong nhà, với mục đích lấy độc trị độc. Nếu mở cửa lớn gặp nhà vệ sinh là điều đại kỵ. Ngoài việc khiến gia chủ hay gặp xui xẻo và trục trặc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và các thành viên bên trong nhà. Với nam giới, thường mắc các bệnh về thận và bàng quang, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ suy giảm. Nữ giới hay bị đau bụng kinh, nhẹ thì bệnh nặng có thể xuất huyết tử cung hay là đẻ non. Để hóa giải, chúng ta có thể treo rèm hoặc là tranh sơn thủy ngay trước cửa nhà vệ sinh. 5. Cửa chính đối diện với cầu thang. Cửa chính trong phong thủy còn được gọi là miệng khí bởi vì ngôi nhà hấp thụ rất nhiều khí cần thiết. Đó là nơi dưỡng khí, cũng giống như cửa chính, cầu thang là cánh cửa thông lên các tầng. Đó chính là hình thức và là vị trí cầu thang, cũng sẽ ảnh hưởng tới các thành viên trong nhà. Đó là một trong những lưu ý phong thủy với cửa chính ngôi nhà. Chúng ta nên cân nhắc để bố trí. Khi cửa chính đối diện trực tiếp với cầu thang, năng lượng phong thủy sẽ sộc lên một cách đột ngột, bất ngờ vào những tầng cao hơn và thấp hơn, gây rối loạn trường khí. Vì thế, khí lan tỏa ra không phải là dưỡng khí. 6. Tránh đặt bếp nấu đối diện với cửa chính. Khai môn kiến táo. Sách Dương Trạch Tam Yếu có viết khai môn kiến táo, tiền tài đa hao. Tức là khi mở cửa mà nhìn ngay thấy bếp thì sẽ không có lợi về mặt tiền bạc. Trường hợp mở cửa chính ra nhìn ngay thấy bếp nấu thì không chỉ sức khỏe bị tổn hại mà còn khiến cho tiền bạc bị thất thoát liên miên, không thể giữ được. Đối với trường hợp này, nếu gia đình mắc phải lỗi phong thủy này có thể treo rèm trâu trước cửa chính để che bớt đi. Đương nhiên nếu như có điều kiện, tốt nhất là nên lắp thêm cửa hoặc là tấm bình phong ở giữa để hóa giải. Vâng thưa quý vị, cửa chính luôn đặc biệt, được chú ý khi mà thiết kế nhà vì nó là bộ phận giao thoa, không khí giữa bên ngoài và bên trong của ngôi nhà, kết nối nội ngoại thất hay đơn giản, nó là nơi ra vào thường xuyên. Hy vọng là những lưu ý về phong thủy đối với cửa ra vào mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ ở trên đây thì sẽ giúp cho các bạn dễ dàng đón được tài lộc thịnh vượng vào nhà, đẩy lùi những rủi ro không đáng có. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe nhé.